Trường hợp thứ hai khi giao lưu óc vong thì để chúng ta giải mã được là cái linh hồn của người đó lúc ấy ở đâu thì nhiều trường hợp khi nhập vong xong thì hỏi nhập xong hỏi là vừa rồi nhập mà nói những câu gì hoặc hành động như thế nào thì ông có biết không hoặc bà có biết không hoặc có biết có biết nhưng không thể điều khiển được ví dụ cái mồm nó nói cái giọng yêu éo giọng có lúc giọng người già có lúc giọng trẻ con nhưng mà nó khác hẳn với cái giọng mà bản thể của cái đối tượng đó không giống nhưng mà nó cứ nói như vậy trong trường hợp này có những việc như thế này cơ là có những kẻ phạm tội trộm cắp hoặc là vụ án hình sự thì thường cái cá thể của cái đối tượng mà phạm tội người ta gọi là gọi là phạm nhân ý. tội phạm không bao giờ tự thú rất muốn giấu nhưng cái vong ấy, nó nhập vào ngay cái xác của cái kẻ phạm tội kia tự xưng tự khai luôn là tôi bị giết thế này thế này thằng này nó giết nó, nó vứt con dao chỗ này nó vứt đồ hung khí như kia nói hết tất cả mặc dù cái kẻ phạm tội không muốn nhưng mà không ngăn được không ngăn được cái vòng nó nói chúng ta trường hợp này nó giống như cái gì giống như là ta cho người khác mượn một cái xe mượn cái xe nhưng mà tôi trường hợp uh, số 1 thì tôi đưa chìa khóa cho nó và tôi ở nhà tôi ngủ nhưng trường hợp thứ hai thì không phải vậy tôi cho mượn xe nhưng tôi ngồi ở trên cái xe đấy xem là nó lái đi đâu thì cái anh kia nó cứ lái nhưng mà mình nhìn hết tôi lái chỗ này chỗ kia mình nhìn thấy hết thậm chí vòng mây đưng vào chỗ này chỗ này là đừng cấm nhưng mà nó cứ lái tức là biết nhưng không điều khiển được do cái phần anh mượn ấy, nó điều khiển cho nên đi đến đâu nói gì làm gì là cái người chủ của cái xe biết cho nên sau khi áp vong xong hỏi thì bà không có tôi có biết nhưng mà cái lời nói không phải của tôi là cái cái mồm hoặc cái lời nói là do ai người ta tác khẩu với cái nói thôi đó cái trường hợp này gọi là hai anh cùng lái xe à, à hai anh cùng ngồi trên xe và cùng chứng kiến thì cái người chủ của cái xe đó chứng kiến cái người mình cho mượn lái đi đâu mình biết hết nhưng không tự chủ được không tự chủ được do cái phần mượn xác ấy họ nói ra đấy là trường hợp thứ hai